Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn 3 động tác tiếp theo của bài nút ra quyền. Đó là động tác số 14, 15 và 16. Động tác số 14 có tên gọi là hồi đầu cổ vĩ. Động tác số 15 có tên gọi là nguyệt lý tàng hoa. Và động tác số 16 có tên gọi là bạch xà thủ tiến. Cách thực hiện như sau. Từ tư thế số 13, chuyển qua tư thế số 14 như sau. Từ từ xoay qua bên trái 90 độ và chuyển hai chân. Chuyển trọng tâm về chân phải của tay hổ, thu chân trái về đằng sau. Xoay người vai 360 độ. Đẩy tay trái ra phía trước và đẩy tay phải về sau. Kết thúc động tác số 14. Động tác số 15. Từ từ ngửa tay ngửa chân, xoay qua bên trái vung tay phải lên, quất lại vào tư thế số 15. Số 16, hạ tay lấy đà, bước ra phi, thu lại, kết thúc động tác số 16. Sau đây, tôi thực hiện lại. 13, 14, hồi đầu hổ vĩ. 15, nguyệt lý tàng hoa. 16, bạch xà thủ tiến. Chúc các bạn thành công.